Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ theo dõi câu chuyện về hộp bánh thần kỳ của Yellow Crewmate. Cùng đón xem câu chuyện sẽ như thế nào nhé. Ôi, hộp gì đây nhỉ? Wow, trông ngon quá. Phải thử một chút mới được. Nó mới động đậy ư? Tuyệt vời. Hả? Như này thì ăn mãi không hết. Tốt quá đi mất. Ha ha. Ôi, mình ăn mệt quá rồi. Sao đống bánh này cứ ngay một nhiều. Sonic, cậu ăn giúp tớ ít bánh này nhé. Được thôi. Sao thế này? Alo, Pokemon mau đến đây ăn bánh giúp tớ. Hello. Xin chào, tớ đến rồi đây. Giúp bọn tớ giải quyết đống bánh này đi. Ngon đó. Tớ ăn hết nổi rồi. À, mau chạy đi. Cứu chúng tôi với. À, cứu với. Ôi, đợi ta chút, ta sẽ giúp các con. Ơ, được rồi này. Bánh cũng ngon đó. Mọi chuyện giải quyết xong rồi nhé. Vâng ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo nhé.